Vâng, xin chào bác, đang với kênh xe đạp. Bác ơi, giới thiệu bác một mẫu xe đua cao cấp mang thương hiệu đến từ Ý. Và cái mẫu model lần này em về là mẫu Quota Corsa GT. Đây là cái mẫu dòng thương hiệu Ý mà chúng sản xuất trong dòng thị trường, bác thấy những dòng thị trường xe Nhật bãi hoặc dòng xe Nhật thường được sử dụng rất là nhiều và phổ biến bên thị trường bên Nhật. Đến từ thương hiệu từ Ý và sử dụng với bộ group cao cấp Shimano 105 và trang bị bộ đùa đĩa nâng cấp Ultegra với bộ khung siêu chắc chắn và nhẹ, bộ khung Superline. Tổng trọng lượng của xe chỉ 8 cân rưỡi thôi. Và bây giờ xin mời giới thiệu về chiếc xe. Vâng, thì em sẽ giới thiệu qua cho bác về cái mẫu xe Quota Corsa GT. Thì đây là cái mẫu xe về tại cửa hàng bên em với cái tông màu chủ đạo tông màu trắng. Đấy. Các bác chỉ cần lên Google gõ các thông số của model của xe thì rất nhiều cái trang web chính hãng của dòng xe Quota Corsa GT được sử dụng rộng rãi trên những thị trường châu Âu, đây UK. Và đặc biệt là những dòng xe này được sản xuất cho thị trường Nhật Bản rất là nhiều. Xuất riêng thị trường Nhật Bản. Rất nhiều những cái dòng xe Quota mẫu model của xe về thị trường Nhật Bản các bác. Đây. Đây là trang web website chính hãng của bên Nhật được sử dụng rất là rộng rãi. Và trong đó cũng có cả cái model của dòng xe BNG. Đây là cái model xe bên nhà em. Đấy. Được một anh khách review. Cũng là cái tông màu đỏ trắng về cửa hàng bên em. Và trên YouTube cũng được đánh giá rất là cao về cái mẫu xe Quota Corsa GT. Và đây là cái buổi đại diện của hãng xe trình diện giới thiệu qua cho các bác bên thị trường bên Nhật. Vâng, thì em vừa giới thiệu qua các bác về cái mẫu Quota Corsa GT. Thì cái mẫu xe này đến từ Ý và được sử dụng rất là rộng rãi bên thị trường Nhật Bản. Nhất là các bác yêu thích dòng xe Nhật bãi thường được xuất hiện trên những dòng xe Quota này. Và cái model này em về model cao cấp được sử dụng với dòng xe đua road bike, sử dụng với bộ khung siêu nhẹ Superline. Thì như những video trước em đã giới thiệu bác về những dòng khung xe đạp chắc chắn và nhẹ, thì trong đó có dòng xe nhôm siêu nhẹ Superline. Tổng trọng lượng của xe chỉ 8 cân rưỡi thôi. Em về với cái tông màu trắng đỏ ghi trên khung xe rất là nổi bật. Xe dành cho những vận động viên bán chuyên nghiệp được sử dụng rất là nhiều bên thị trường châu Âu và thị trường châu Á, thì có bên trong đó thị trường Nhật. Đây là đến từ thương hiệu Ý, nhưng mà cái mẫu model sản xuất này rất là được sử dụng rộng rãi trên thị trường Nhật Bản. Cổ phốt ghi đông của Ulo, cổ phốt Ulo 661, ghi đông tay lái của FSA, ghi đông đến từ thương hiệu Mỹ, tay cuốn chính hãng của Gian, và xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano 105. Xong quá trình sử dụng rồi thì nó hơi bị bào mòn một chút ở phía trước ở tay. Nhưng các bác có thể kiểm tra cái model của bên tay lắc, các bác chỉ cần bật lớp cao su này lên. Đây. Đây có cái mã model ở đây. R5700 nhá. Đó là kiểm tra. Đây là tay lắc 1.5 bác nhá. Có bảo về tôi kiểm tra được. Bên trái em sử dụng cái bộ tay lắc chính hãng của 1.5. Đằng trước cũng sử dụng với bà phanh ba mảnh chính hãng của 1.5, và nó hơi bị mất số là số 5 bên này rồi. Nó là chính hãng nguyên bản cho xe Shimano 1.5. Càng carbon càng nguyên bản theo xe. Sử dụng với vành cặp chính hãng của Funcom, vành hiệu cao cấp, căm E-Lock. Đây là mẫu vành chân lông đen, vành căm thưa nhé, vành căm E-Lock luôn, nó rất sáng và bóng.
cho bộ vành của xe rất là khỏe chắc chắn. Lốp Maxim, kích thước lốp 700x23C. Vành full cung, vành cao cấp, vành hiệu luôn. Gạt đĩa của Shimano 1.5. Đùi đĩa thì chủ cũ nâng cấp thêm một đùi đĩa của Untegra. Đùi đĩa Untegra full group 1.5. Duy nhất là có đùi đĩa là lực người chủ cũ nâng cấp là Untegra. Cộng yên nguyên bản theo xe. Yên cao cấp, yên hiệu của San Marco, yên hiệu đến từ thương hiệu Ý. Có hơn một vết trần ở trên yên xe, nhưng mà tổng thể yên xe vẫn còn dùng rất là tốt, không ảnh hưởng gì cả. Yên thương hiệu Ý đúng không nhá. Bên dưới thì có tem 7 màu. Tem 7 màu tứ hàng giả, đấy, tem của thương hiệu San Marco. Lưu ý luôn. Đằng sau sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano 1.5. Củ đè sau là củ đè 1.5 cũng bị bào mòn trong quá trình sử dụng rồi, nhưng mà là zin theo xe 1.5 các nhá. Các bác có thể check cả đằng sau thôi. Đây phía bên dưới này này, nó có chữ Shimano 5007 Japan ra bẩn nữa nhá. Các bác mua về các bác có thể tự check trên mạng. Xe sử dụng với vành đằng sau là vành của full cung, vành chính hãng, vành cặp full cung, vành hiệu cao cấp, trang bị với 10 tầng líp, 2 tầng đĩa, tô truyền tập của xe 20 tốc độ. Bây giờ xin cho chúng ta đứng của khung xe. Và chúng ta đứng ở khung xe là size 48. Chiều cao ngang khung là size 50. Tức là các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Bê đan là mặt đạn của GT. Giờ xin hỏi những cái hoạt động của xe. Lên líp rồi. Xuống líp. Bên phải ăn một đùi đĩa chính hãng của Shimano Integra, gạt đĩa 1.5. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vành cặp khung cung cao cấp, may bạc đạn khối lổ. Vâng, em đánh giá tổng thể xong chiếc xe Kuta Kosalit T. Đây là thương hiệu đến từ Ý, được sử dụng rộng rãi trên thị trường Nhật Bản. Và xe làm từ bộ hợp kim nhôm siêu nhẹ Superlight. Tổng trọng lượng của xe thì 8,5 tấn, đằng carbon. Sử dụng với group Shimano 1.5, được người chủ cũ nâng cấp thêm là đùi đĩa Untegra tăng carbon, vành full cung. Và xe được giao tốc bên em là 14,8 triệu, bao ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Đó là các đơn vị qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp. Nhấn đăng ký theo các kênh và hẹn gặp lại trên ngày mai.